Mến chào cả nhà, đây là cây hoa giấy ghép. Mình ghép cái bo nó thành công là hoa nó bung ra đẹp lắm cả nhà. Mình thì không mua bán nên mình chỉ chia sẻ và mình thử nghiệm. Nếu mình ghép thành công thì mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem để cùng làm với mình. Ngoài ra mình chỉ chia sẻ, ai ở gần với mình thì bông hoa cũng rực rỡ theo luôn cả nhà. Đây nhà hàng xóm nè, hoa mai xanh đều bông rực rỡ luôn. Còn hoa giấy thì mình trồng ở ngay cái chỗ mình làm, nhà riêng mình. Rồi mình làm thì mình cũng tặng nè. Những cái chậu này là mình để tặng cho khách hàng rồi đó cả nhà. Chung quanh đây thì hoa kiểng đủ loại hết, trông rất là đẹp luôn. Ở gần là lây mình luôn nha cả nhà. Vừa bông hoa rực rỡ, rồi may quần may áo, mình hoàn toàn dạy miễn phí hết đó cả nhà. Mình là nhà Mai Cát Đằng và chị Ba Vlog. Mình lập hai kênh một lúc để mình chia sẻ công việc hàng ngày của mình đó. Đây mình quay cho cả nhà xem đủ màu sắc hoa. Hoa hồng nè. Mình đây, hoa trà mi nè cả nhà ơi. Nó đẹp. Ở đây là cái xứ nóng mà bông thì nó không có bung ra nhiều nha. Nó thích mát mát đó cả nhà. Đẹp quá luôn nè cả nhà. Hoa trà mi. Xứ lạnh thì bông nó mới nhiều. Hôm nay thì mình chia sẻ cả nhà là mình đi ghép cây hoa giấy cho hàng xóm của mình. Nguyên một cây lá vối to luôn cả nhà, cho cả xóm uống không hết luôn nè. Đó. Bữa nay thì mình sẽ ghép thêm cái màu cam. Chị hàng xóm chỉ nói chỉ thích nó màu nhiều màu. Đây, mình sẽ cắt liền cái bo này để mình ghép. Đó, mình ghép hoa giấy thì mình cắt bo tươi và không phân thuốc thì là bảo đảm các mắt ghép nó sẽ ghép được hết. Nhiều khi hổm gầy mưa gió mình không cắt nước á, nhưng mà để mình đợi một ngày nó khô ráo rồi mình ghép nó cũng thành công nha cả nhà. Vì mình thử ghép rồi thì mình thấy nó rất là dễ luôn. Mà trước khi mình ghép cái nhánh nào thì mình sẽ cắt bỏ hết tất cả các đọt kế bên nó hết, rồi lá hết. Mình cắt cho nó trụi lông, trụi lá hết nha cả nhà. Để nó đây, cái mắt này là mình ghép không thành công nè cả nhà, mình sẽ tháo ra. Tại vì có những bo mình ghép mình rung tay hay sao á, nó không đủ cái nhựa để dính hay sao á là cũng không thành công đâu. Chỉ nhiều khi mình ghép trên cành 5-6 cái loại hoa vậy đó, nhưng mà nó cũng thành công vài bo à. Khi mà nó hư rồi thì cả nhà cắt và ghép lại bình thường nha cả nhà. À, nhớ là ghép đừng có trúng ngay trời mưa là được rồi. Còn ở ngoài mình để ngoài trời nắng cũng bình thường. Nguyễn cho nó đừng có nắng nóng trực tiếp là được rồi. Và đặc biệt các bo và cây ghép thì đừng có bón phân. Bón phân thì dễ tuột bo, nó không có dính. Và mình cắt gọn thì mình sẽ dùng cái lưỡi lam. Mình cũng không có lạng da nó luôn đó. Mình lựa cái nhánh nó không già quá, không non quá. Mình chẻ nó ra 1/3 cả nhà. Chứ mình không lạng da mỏng luôn. Mà mình ghép nó thấy rất là thành công. Kế bên là cái nhánh tím tiết mình ghép. Mình ghép nó đã thành công, bông rực rỡ luôn đó cả nhà. Mình là thường mình cắt bo nào thì mình ghép cái đó. Thì nó sẽ dính nhanh hơn. Đó, mình cắt cái lá, cái mình chừa hai đốt thôi. Đây mình cắt nè. Mình chừa hai cái đốt nhánh lá nè. Mình cắt hai bo mình ghép cho hai cái nhánh này. Cái này là bo màu cam giấy Thái. Thì các bạn hỏi mình hiện tại thì nhà vườn trồng hoa nào dễ xuất bán nhất thì phôi giấy Mỹ mà ghép với giấy Thái á. Mà những cây giống mới á, thì nhà vườn bán rất là hiệu quả luôn nha cả nhà. Vì giấy Thái màu sắc nó sặc sỡ mà bông nó lại bung ra rực rỡ luôn. Và hiện tại thì giấy Thái nó rất là nhiều màu. Nói chung là nó mười mấy hai chục màu luôn đó cả nhà. Liên tục những cái giống mới xuất hiện. Thì vườn nào là có những cây ghép giống mới á thì bán giá cao hơn, còn giống cũ thì rẻ hơn. Đây cả nhà. Mình chuốt cái bo nó xong nó dẹp á, rồi mình nhét vô liền. Nào, đây mình chuốt cho nó mỏng. Nào,
Đó, mình chuốt hai bên luôn. Mình lấy lưỡi lam bén mình chuốt như vậy nè. Cái nhà chừa nó ba bốn mắt đều được hết, dài thêm cũng được luôn. Mình ghép mình thấy nó thành công hết rồi cả nhà. Chỉ là mình sợ mấy cái bo mình ghép nó bị phân bón thôi, chứ ngoài ra là mình ghép lại mình thấy nó dính hết trơn à. Mặc dù mình để nó nhiều khi mình cũng chả che mưa che nắng gì, để ngoài trời không đó. Ai ở gần hàng xóm mình thì lây giống hệt mình luôn nha. Trồng rau, hoa, quả rồi may quần áo tự bận tự cung tự cấp nha cả nhà. Mình thì không mua bán nha. Khi mà cả nhà ghép xong rồi á, thì mình dùng băng keo. Băng keo này, băng keo đen hoặc keo màu cũng được. Băng keo trong mình quấn cũng thành công luôn đó cả nhà. Nhưng mà mình thấy băng keo đen thì nó hay hơn. Mình cắt và mình quấn cái bo ghép của mình á, mình che cho nó kỹ nha cả nhà. Tay mình quấn cho nó chặt để cho nó khích lại với nhau, và mình không để cho nó hở ra cái ở phía trên luôn á. Mình nghĩ là cái cách mình quấn á, mình che lại ngay cái đầu bo ở trên để cho nước nó không có nhiễu vô được luôn nha, nó không có không khí vô luôn á, là mình quấn kín mít á, thì cái bo ghép mình nó thành công hơn. Vì nhiều khi á, trên mỗi cái bo mình ghép á, mình quấn không chặt á, là cái bo nó bị hư đó. Khi mà hư thì cả nhà sẽ cắt sâu nó xuống rồi mình ghép, còn không mình để cho nó lên những cái đọt non. Nhiều khi mình thấy cái đọt nó không già quá, không non quá, mình ghép vào á, nó dễ dính bo hơn á cả nhà, dễ thành công hơn luôn á. Rồi mình lấy cái bọc, mình sẽ bọc nó lại. Khi nào mà nó được, nó lên tược á, lên đọt non á, thì mình mới tháo bọc ra, mà lên cho nó nhiều nhiều một chút á, chứ nó mới nhú đọt cả nhà đừng tháo cái bọc ra nha. Mình tháo khi nào nó lên chừng khoảng một tấc á, thì cả nhà cắt ngang để cho nó cái bo nó chắc chắn, rồi nó mới bung bông ra, nó mới đẹp. Mình cắt như vậy cái tược bắt đầu ngay cái bo nó bung ra nhiều, nó đẹp hơn. Cái cây này của hàng xóm mà nó không có chịu ra hoa nên mình ghép bây giờ nó đủ màu rồi đó. Bây giờ hàng xóm nó thích màu đỏ với màu cam nên mình ghép thêm màu đỏ với màu cam vào luôn. Màu đỏ thì nhà mình lúc nào cũng có hết. Cây đó mình cho không biết bao nhiêu người rồi đó các nhà. Vì mình làm, mình trồng ở dưới quê, rồi mình trồng ở trên ngay thành phố Cao Lãnh của mình á. Mình trồng đây cái bo màu đỏ này, mình cắt mình ghép luôn, ghép thêm hai cái nữa, màu đỏ nó rất là rực rỡ luôn đó cả nhà. Hả, ghép cái nhánh nào là mình cắt chùi lũi nhánh đó hết đó, mình cắt đều hết như vậy đó. Cái nhánh thì mình chỉ lựa cái nhánh nó không già quá, không non quá là mình ghép là thành công rất là cao luôn á. Ghép hoa giấy này nhiều bạn mà ham ghép nhiều quá rồi một cái gốc luôn. Cái gốc chính của mình, cái gốc mà cây chính của mình á, gốc to, nhiều người ghép hoa không biết á, là bị một gốc và hư luôn nguyên cái cây to luôn đó cả nhà. Bởi vì mình làm, mình phải làm vừa vừa thôi, mình làm nhiều quá thì cái cây mình nó hư luôn. Này mình ghép có 4-5 màu thôi. Đó, mình cắt xong là mình giống như mình cắt xong là mình ghép liền á, mình thấy giống như là cái nhựa nó hít lại với nhau liền nên cái cây nó dễ thành công lắm cả nhà. Mình xong là bắt đầu mình chuốt cái bo hoa giấy thì cả nhà nhớ là lựa đừng có non quá và đừng có khô quá. Cái bo hoa giấy mà cả nhà lựa khô quá nó sẽ khó đâm cái tược non lên, khó thành công luôn. Nhiều cái nhánh mà nó già quá, nó khô quá thì cũng được, phải lựa cái nhánh non non á. Cái này cái nhánh nó khít khít thì nó đâm chồi nhiều hơn. Nhưng mà chuốt nó hơi khó một chút nha cả nhà. Nhẹ tay cái, mình chuốt cái này nó muốn banh luôn rồi nè. Đó. Một cái mình gắn vô liền luôn đó. Cho nó hít liền luôn. Chuốt cái nào là ghép liền cái đó, cho nó dễ thành công.
và mình quấn liền keo luôn cả nhà. Mình quấn cái keo mình cắt cũng ngắn thôi. Và nhớ là quấn là mình phải cho nó chặt, giống như mình siết cho nó chặt rồi nó bít luôn ở cái phần trên đó, để nó đừng có hở cái không khí vào. Mặc dù mình buộc cái bọc rồi nhưng mà mình cũng quấn kín ở trên luôn, lên trên cái bo một tí đó, cho nó kín lại cả nhà. Như vậy thì cái mắt ghép mình thấy nó thành công nhiều lắm đó. Mình mê hoa kiểng và hiện tại giống mới nhiều quá cả nhà. Mà mình thích cái giống màu nhất là màu tím tiết nè, mình ghép rất là nhiều cây tím tiết rất là thành công. Còn bo thì bạn nào ở gần nhà cao lãnh của mình thì cứ lợi lấy. Tại vì nhà mình nhiều khi mình để sẵn bo, tối mình ở không mình ngồi mình ghép. Nên mình chỉ chia sẻ thôi, chứ mình không mua bán nha cả nhà. Còn ở gần mình thì lây nhiễm luôn. Ở xóm mình là rất là nhiều hàng xóm mình là trồng hoa giấy theo mình không đó. Mình chia sẻ mình cho để trồng. Hôm trước là mình có tặng cho một em gái, rồi em gái trồng rất là đẹp, xong rồi bị ăn cắp. Em gái khóc quá trời luôn, cả nhà tội nghiệp ghê luôn á. Rồi mình tặng lại cho em mấy cây khác luôn, em rất là vui luôn. Mình thì mình hiện tại thì do mình làm hai kênh đang rồi 20 mấy người đăng ký nha cả nhà, 20 mấy ngàn người đăng ký rồi kết bạn, nên mình không có gửi đi ship xa cho nữa, là do là quá số lượng quá nhiều. Mình còn hứa với một hai bạn ở xa thì mình sẽ cố gắng mình gửi tặng cho các bạn, còn ngoài ra thì số lượng nhiều quá mình không có thể cho sẻ. Do mình còn dạy mai thiêu vẽ miễn phí nữa cho các bé nè, rồi các cô, những cô nghỉ hưu mình cũng hướng dẫn dạy luôn. Vì nghỉ hưu thì đâu có già đâu, mà nghỉ hưu thì mình thích cái gì mình làm cái nấy. Nhiều chị đến với nhà mình là rất là thích luôn. Thấy nghỉ hưu, khi mà nghỉ hưu là tưởng mình già, nhưng mà thật ra mình lại trẻ ra nữa đó cả nhà. Là mình sẽ trồng hoa kiểng rồi mình mai đồ đẹp mình bận, rất là vui luôn cả nhà. Nên mấy chị mà hưu trí mà gặp mình, gặp đúng mình là rất là thích luôn á. Sẽ bắt chước mình nè, trồng hoa nè, trồng rau nè, rồi mai vá nè, đơn giản lắm. Nghề mai bây giờ muốn mai rất là dễ luôn, chỉ cần là mua một cái máy chừng 2 triệu bạc là về tự mai thiêu vẽ đồ đều được hết. Tại vì mình dạy là mình hướng dẫn rất là tận tình luôn cả nhà. Cái bo hoa giấy mà cả nhà muốn á, nó bung đẹp á, thì mình phải cắt những cái nhánh dài thược như thế này nè, tết ra nó sẽ đẹp hơn, để mình dưỡng những cái tược, cái tàn nó theo ý mình á, nó tròn tròn nó đẹp hơn là mình để cho nó dài quá thì nó cũng không đẹp luôn á cả nhà. Đây nguyên cái cây to đùng, hổm rồi mình cắt nó trụi lũi, bữa nay nó bung bông nữa rồi nè cả nhà, đẹp lắm luôn. Mỗi các tầng là mỗi màu hoa khác nhau luôn, trông rất là thích luôn. Ở nguyên cái xóm này là nhìn nó rực rỡ lắm cả nhà. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh. Mình kính chúc cả nhà vui khỏe, an lành, hạnh phúc, vạn sự như ý.